Vâng, cháu cảm ơn nhé. Mời anh em đến Cẩm Phả, Quảng Ninh nhé. Mua thủy về Nghệ An khi mua được. Hello Đoàn Hải. Vẫn bình thường cả em ơi. Dạo này công việc ở răng. Không, bây giờ về Quảng Ninh rồi, bỏ Lào rồi, Lào chán quá. Ở Lào chỉ làm giàu cho Lào thôi, không làm được gì hết. Chào Đào Hải nha, chào bác Hải nha. Hôm nay được ngày nghỉ rồi, anh em rủ nhau đi ra xuống biển chơi tí. Công việc dạo này thế nào bác Hai ơi? Khỏe không bác? Hello Hoa Hạnh. Hóa hôm nay không đi bán hàng à? Tắm tên nó quen rồi đúng không?
Biển Cẩm Phả Quảng Ninh. Đây để cát này. Để cát.